Thưa quý vị, nhân dịp đón xuân quý mão 2023, sáng nay Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, chủ trì tiếp các đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Cục 11, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng đến thăm và chúc Tết Đảng bộ nhân dân thành phố. Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Về phía các đoàn lực lượng vũ trang có Trung tướng Thái Đại Ngọc Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát Biển 2 và Đại tá Tống Hữu Nghĩa, Cục trưởng Cục 11. Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Cục 11, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất năm mới đạt nhiều thắng lợi mới đến với Đảng bộ chính quyền, và người dân thành phố Đà Nẵng, đồng thời chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đà Nẵng đạt được trong năm 2022, đặc biệt là kinh tế đã có bước phục hồi ấn tượng ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Các đơn vị lực lượng vũ trang tin tưởng thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trong năm 2023, cũng như hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025 và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa thành phố. Trong đó có lực lượng vũ trang thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương cũng như các hoạt động trên lĩnh vực khác, qua đó giúp thành phố từng bước phục hồi kinh tế xã hội trong bối cảnh thích ứng và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2022 đồng thời mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Cục 11, Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, cũng như các đơn vị lực lượng vũ trang khác tiếp tục phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng, hướng đến mục tiêu chung là phát triển kinh tế xã hội dự vận an ninh quốc phòng trên địa bàn.